Hát xeo chúng em quay trở lại kênh kênh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới anh em, review tới anh em một con chuột nhá. Con chuột này mình mua giá là giảm khoảng 50%. Đấy thì có cái mã 400.000 cho đơn 800.000. Nói chung là tiền nhiều thì không biết mua gì. Đùa. Đùa chứ đấy là sản phẩm này mình thấy có mã giảm giá rẻ quá mà không biết mua gì. Đấy nên mình quất con chuột này. Đây, đây cái đơn hàng đây anh em. Đó, của cái shop Fibet này. Đấy, con chuột này đang bán 800.000 này. Đó, xong mã giảm 430.000. Đấy, còn 379.000 không, nhưng mà 380 nhá, 380 con chuột này. Đây, vào đây, 720. Wow, mình mua lúc là đang 800. Đã kể, nhưng mà cái mã đấy là 400 cho đơn 800. Đấy, chứ còn cái này 720 thì không áp được mã đấy. Mã thì đây, anh em bình thường cứ vào cái nhóm đây này. Anh em vào cái nhóm mua rẻ trong club này này, bóc chat này này. Anh cứ search chữ mua rẻ trong club là ra mấy cái nhóm ấy, đó. Đấy, nhóm hơn 2.000 thành viên. Thì nhóm này admin với cả các thành viên hay chia sẻ deal với cả mã giảm giá nhiều lắm. Đấy, hay là vào cái kênh đây, cái kênh mua rẻ club fanpage này. Đấy, toàn chia sẻ. Đấy, rất là nhiều deal rẻ, 99%, 90% ngày nào cũng có luôn nha anh em. Đó, rất là nhiều luôn. Đó, thì anh em cứ tải Telegram, đây là cái ứng dụng chat thôi. Đó, xong anh em search cái chữ mua rẻ cho club là ra cái fanpage mua rẻ club và cái bóc chat mua rẻ club. Rồi ok, thì hôm đấy trong nhóm có xe cái mã 400 cho đơn 800 nên mình quất con chuột này. Chả biết mua gì cả, mua con chuột này thôi. À, 379, 38 này, Xiaomi, chuột Xiaomi anh em. Anh em đều biết đồ Xiaomi rồi. Cái này rạch ra xem bên trong có gì. anh em đều biết đồ Xiaomi rồi. Chất lượng thì khoảng 1/3. Mặc dù giá bây giờ nó không hề rẻ lắm. Đó. Hồi trước mình có review, nó là hồi xưa ấy, lâu lắm rồi. Có review con chuột cũng của Xiaomi, giá đâu đấy chỉ khoảng 300 thôi. Đấy mà bây giờ giá một con chuột tận 800.000. Uầy, hộp đẹp chưa? Anh em nhìn cái hộp này, 700G này, hộp nó óng ánh luôn này. Đó. Óng ánh luôn. Đẹp vãi trời luôn, ở ngoài nó óng ánh thể hiện rõ lắm, nó kiểu phản quang ấy. Đấy, nhưng mà trên hình nó hơi sáng nên đấy anh em nhìn có thể nó không rõ lắm đây. Đấy, nói như thế. Rồi, anh em mua sản phẩm này mình để link mua dưới video rồi nhá. Design Wax 2019 này, 5G. Cạnh này. Miming Mouse Aura 700G. Đó, cạnh này cũng vậy. Có gì? Mặt sau. Sau thì chi tiết thông số đây, có RGB này, 7200 dpi này. Đó. Nói chung là đèn chuột gaming mao. Đấy, 7 sắc cầu vồng. Màu gì cũng có RGB mà. 5V 500mAh, 50-7200 dpi. Đó. Những cái thông số chi tiết đây. Vân vân. Ok, nguyên siêu nha anh em. Rồi. Wow, không còn chuột 800.000. Đấy, xem nó xịn xò nào. Bình thường mình toàn dùng chuột 10-20.000 thôi. Hiện tại mình đang dùng con Fulen. Fulen mình cũng review ở trên kênh YouTube của mình rồi đấy. Đấy, hộp kia rất là ngon lành luôn nhá. Đấy, con này thì mình thấy trên hình đẹp lắm. Mua về xem như nào. Hôm nay giảm giá thật sự không biết mua gì luôn. Giảm tận 50% luôn. Đấy, ok. Trong có cái gì đây? À, có cả hộp đựng pin riêng luôn anh em ạ. Ngon lành chưa? Hoành trắng vãi trưởng luôn này. Wow. Ở đâu? Cái này là pin này anh em, là cái gì đây? Cái miếng kim loại 2,3 gram, 2468. Đừng bảo là dùng pin này nhá. Pin này thì đến lúc hết thì mua ở đâu anh em? Sắp mặt rồi. Rồi, đấy là cái hộp rất là nhỏ gọn và đều ụt. Bấm lên thì êm anh em ạ. Êm mà xuống. Cái lúc mình cầm trên tay này nhá, xong mình chạm mạnh tay, mình chạm vào thế là bấm luôn. Êm mà nó. Xong rồi, cái này, cái thiết kế kiểu nhô cao lên, xong rồi thiết kế kiểu bo như này này. Đấy, cầm tay này. Cảm giác nó phê. Xuống thật đấy. Thì nói chung là bây giờ giá khoảng 700.000 con này thì anh em mua để xem anh em có nên mua không nhá. Đây là những cái sách hướng dẫn sử dụng, sách giới thiệu. Đây, ngồi vào. Đó, thế không? Tất cả là vậy anh em ạ. Mình không phải là pin đâu, cái này cắm USB này, chuột này. Đấy, ở dưới này có chữ logo này. Mi. Không hiểu. Đấy, đây. Chúng ta sẽ có cái dây quấn này và cái cáp của nó đây.
Cái cáp này cáp dù nha anh em, cáp này thì mình thấy gọi là không, nói chung là không đẹp cho lắm, cũng đủ, không nó cũng không dày lắm, vừa vừa, cáp cũng không đẹp, đầu của nó cũng bình thường như cái con mà chuột hay là bàn phím đắt tiền ấy thì thường đầu này hay mạ vàng cơ, đây đầu mình thấy bình thường, không có gì nổi trội lắm. Đấy, rồi chúng ta sẽ đi vào con chuột. Wow, và một con chuột mình mua là 800.000. Đấy, áp mã còn 400.000. Đây, và cái hộp này thì mình cũng chưa hiểu hộp gì, cũng có Mew, logo Mew, hộp đựng những cái miếng kim loại. Kim loại 2.3 này. Cái này là cũng 2.3, nói chung là mấy cái miếng kim loại 2.3 cân. Đấy. Đấy rồi, để tí xem tác dụng miếng kim loại gì, nghiên cứu xong. Bấm này, êm. Một nút chuột trái, chuột phải, con lặn sướng, nhẹ. Bấm cũng này, con lăn bấm này. Đó, ở đây nữa. Phím đình chỉnh DPI, độ nhạy DPI cũng nhẹ. Ủa, cái nút chỉnh DPI thì nhẹ cực kỳ luôn. Đấy, nút lên này, nút xuống này. Nút lên nhẹ hơn. Đó. Và đây là những cái nút bên cạnh trái. 1 2 3, 3 nút kiểu nút zoom hay nút back, nút next. Ở những cái chế độ dưới web ấy. Đấy. Hay là chơi game thì nó có những cái tác dụng khác, anh em có thể gán. Bấm cũng rất là êm, nhẹ luôn nhá. Rồi. Cái này thì như có cả phần mềm để chúng ta cài đặt mà, thiết lập mà. Bên này thì là một cái cao su. Cái lớp cao su nó lót này, nó lót xung quanh này. Đây, xung quanh này là cao su nha anh em. Đó. Xung quanh cao su cầm êm và cầm vừa tay. Nói chung thì thiết kế kiểu này cầm rất là vừa tay mình. Đấy, còn chơi game, chỗ này chuyên chơi game, gaming mouse. Chơi game thì chưa biết như nào, cầm vừa tay mình. Ở dưới thì những cái cao su cứng. Đó, vậy ở dưới cực kỳ đơn giản luôn, không có cái thông số gì như những con chuột khác. Đấy, và cái vạch này thôi. Thế thôi, đơn giản vậy. Giờ để mình dùng và xem chất lượng như nào nhá. Ok anh em, đây con chuột này. Đó, mình dùng được khoảng mấy tiếng rồi. Thì mình có review feedback lại như này cho anh em. Chuột dùng nó khá là ngon, nhưng mà đây, mình hiện tại đang dùng con full len này này. Đó, thì con này nó to hơn. Đấy, thì con này cầm nó nhỏ hơn một chút. Và nó kiểu nó bám tay ấy, nên mình phải cần một thời gian để làm quen với con này. Đấy, để làm quen với em nó nhá. Và đây, ở đây ở dưới này chúng ta sẽ mở lên này. Nó là một cái nắp 5 châm. Đó. Và bên trong này là những cái thanh kim loại có trọng lượng 2.3 gram. Đó. Thì đây, mục đích của cái thanh này là, đấy, chúng ta sẽ nhét vào để tăng trọng lượng của con chuột này lên. Đấy, để cầm cho nó nặng lên, nặng nhẹ tùy theo sở thích của anh em. Chứ cái này là khá là lạ, là đầu tiên mình thấy cái này. Đây có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thanh. 8 thanh, mỗi thanh 2.3 gram nhé. Đó, và chúng ta đậy vào. Đấy, nắp 5 châm rồi. Rồi, thì anh em có thể thấy ở đây này. Đấy, có các màu này, màu đỏ này. Đó, và chúng ta sẽ tải cái app MIW Connect này. Mở lên thì đây, chúng ta có thể gán. Rất tiếc là cái app này mình không thấy nó có tiếng Anh. Đó, nó là tiếng tàu, nhìn rất là khó hiểu. Nhưng mà mềm mỏng lúc thì dễ hiểu, là chúng ta dùng cái phần mềm du và dịch. Đấy, dịch để chúng ta dịch cái chữ tiếng tàu ở đây. Thì cái app du và dịch này nó... Anh em dùng cái chế độ quét ảnh ấy thì chúng ta dịch được thôi. Đấy, ở đây chúng ta có thể gán được từng nút này. Đó, anh em thấy. Đó, gán từng nút tùy theo sở thích, ấn vào đây, nó sẽ có một cái danh sách. Đấy, tiếng tàu. Đấy, nó đang gắn là nút gì đó. Đấy, anh tùy nghe. Đấy, ví dụ gắn chuột trái thành chuột phải, hoặc chuột phải thành chuột giữa, là nút giữa. Phá cách đi. Đấy, thì đấy, chúng ta phải dùng cái app này để dịch những cái danh sách này nhá. Đó, và đây có những cái lựa chọn này. Đó, chúng ta sẽ đổi màu, thấy chưa? Đây là mình đang để màu đỏ này, ví dụ mình sẽ để màu vàng như này. Đây, đó, thay đổi luôn. Đấy, xanh là cây, xanh này, xanh đại dương này, ở đây xanh đại dương đây. Đó, anh em thấy đổi màu không? Đổi màu 3 vị trí 4 này. Đó, cái giải led đây này. Đó, đổi màu thoải mái luôn. Đấy, ở đây cũng có những cái lựa chọn nữa, tắt màu này, xong rồi nhấp nháy dần này. Đây có nhấp nháy màu này. Đó, chứ nó không đứng yên. Đồng bộ thì mình muốn đồng bộ với cả cái bàn, với cả cái máy bàn phím của mình, thì mình để cố định màu đỏ đồng bộ cả bàn phím.
OE thì sang cái chế độ này sẽ có là chỉnh DPI nhá. Đấy, chỉnh DPI thì ở đây có 5 mức chỉnh DPI và tùy chỉnh từng DPI ở đây. Đó. Và đây những cái mục tùy chỉnh khác. Đấy. Hoặc là chúng ta ấn hai cái nút này để chỉnh DPI. Đây mình đang để DPI mức 4 nhá, mình sẽ giảm này. Đấy, nó sẽ giảm còn mức 3 này. Đấy, 2, 1, đó, anh em thấy màu xanh nó nhảy không? Tăng lên nhá. Đó. Rồi, mình đang dùng mức này. Đấy, chuẩn nhất rồi. OK, thế thôi. Đây là phần mềm của con chuột này. Anh em mua về thì tải lên máy tính để tùy chỉnh màu sắc với cả DPI độ nhạy của chuột nhá. Nói chung thì dùng khá là ngon. Chuột bấm này. Em con đăn thì cũng di chuyển rất là dễ dàng. Chúng trong tầm giá 800.000. Mua giảm còn 400.000. Perfect. OK, link mua sản phẩm này mình sẽ để ở dưới video nhá. Như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm chuột của Xiaomi. Đấy, săn được giá rẻ do áp mã giảm giá. Anh cảm thấy video này và thú vị, đăng ký kênh cho chúng mình nhé. Anh em mình lý sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn em thôi video. Bye bye. Rồi, anh em thấy ngon bổ rẻ không? Ngon bổ rẻ nếu mà áp mã giảm giá nhé. Còn không áp mã giảm giá thì hơi giá hơi chát. Anh cứ vào nhóm lấy mã giảm giá với cả deal giá rẻ hàng ngày để mua nhé.